Quý chào tất cả các con. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ôn luyện chuyên đề số 4, đơn vị đo. Cụ thể là ôn luyện về đơn vị đo diện tích. Các con thân mến, để so sánh được diện tích của hai hình với nhau, người ta có thể quan sát trực quan. Nếu như hình này nằm trọn bên trong hình kia, thì chứng tỏ rằng diện tích hình này sẽ nhỏ hơn diện tích hình kia. Các con hãy theo dõi hình ảnh trên bảng của cô. Ta thấy rằng xuất hiện một hình vuông với đường viền tô màu xanh và một hình chữ nhật màu vàng. Hình chữ nhật màu vàng này nằm trọn bên trong hình vuông có đường viền màu xanh đó, thì chứng tỏ rằng diện tích hình chữ nhật sẽ nhỏ hơn diện tích hình vuông này. Ngoài ra, để so sánh diện tích của hai hình với nhau, người ta còn sử dụng cách thức là đo đạc. Và để đo diện tích của một hình, người ta sẽ sử dụng đơn vị đo diện tích. Chẳng hạn như cm vuông là một trong những đơn vị đo diện tích. Như các con đã biết, cm vuông chính là diện tích của hình vuông có độ dài một cạnh là 1 cm. Và cm vuông thì được viết tắt như sau. Trước hết, người ta sẽ viết đơn vị đo độ dài cm. Sau đó, người ta sẽ thể hiện con số 2 nhỏ thôi ở góc phải trên cùng này. Và đây là ký hiệu của cm vuông. Và để thuận lợi trong quá trình luyện giải các câu hỏi liên quan tới đơn vị đo diện tích, thì cô sẽ phân loại các dạng bài trong bài học này như sau. Dạng số 1 là liên quan tới việc đọc viết số đo diện tích. Dạng số 2 là so sánh diện tích của các hình, có thể thông qua việc đếm số ô vuông bằng nhau. Dạng số 3 là thực hiện phép tính với số đo diện tích. Các phép tính ở đây là cộng, trừ, nhân, chia. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào với dạng đầu tiên. Câu hỏi số 1, viết tiếp vào chỗ chấm. Xuất hiện một bảng gồm 2 cột. Cột thứ nhất là cột viết số đo diện tích. Cột thứ hai là cột đọc số đo diện tích. Bây giờ các con hãy quan sát vào cột thứ nhất. Phần viết số đo diện tích. Người ta thể hiện một con số và bên phải số đó là ký hiệu của đơn vị đo diện tích. Và nhiệm vụ của chúng ta lúc này là đọc hoàn thiện số đo diện tích trên bằng cách ta đọc phần số trước. Sau đó chúng ta đọc đầy đủ đơn vị đo diện tích. Và đây là 12 cm vuông. Cm thì các con lưu ý cách viết ở đây có phần gạch ngang. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện với dòng thứ hai kể từ trên xuống dưới. Mười hai cm vuông. Ý tiếp theo thì ở phần đọc người ta đã thể hiện cho chúng ta 25 cm vuông. Chúng ta sẽ viết với con số là bao nhiêu và viết ký hiệu diện tích ở đây là gì? Ký hiệu đơn vị đo diện tích. Phần số đó là 25. Vậy chúng ta sẽ viết con số 25 trước. Cm vuông, đơn vị đo diện tích ở đây là cm vuông và ký hiệu của nó tương tự như trên. Viết đơn vị đo độ dài cm rồi viết số 2 nhỏ ở góc phải trên cùng. Ý tiếp theo, có con số 102 và đơn vị đo là cm vuông. Người ta thể hiện ở phần đọc 102. cm vuông. Ý cuối cùng, chúng ta cũng cần xác định phần số ở đây là gì, đơn vị đo diện tích là gì. 8.320 cm vuông. Vậy thì trước cái phần cm vuông có 8.320, vậy chúng ta sẽ viết con số này ra. 8.000, vậy hàng nghìn là chữ số 8. 320, hàng chục là chữ số 2, hàng đơn vị là chữ số 0. Đơn vị đo diện tích, ký hiệu cm vuông. Ta sẽ cùng nhau đọc lại các số đo diện tích
trong câu hỏi số 1. 12 cm², 25 cm², 102 cm² và 8.320 cm². Và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong câu hỏi đầu tiên, ta đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 là một câu hỏi nằm trong dạng 2, so sánh diện tích các hình bằng cách đúng ghi D, sai ghi S vào ô trống. Các con hãy quan sát hình ảnh ở phía phải của câu 2. Ta thấy rằng có một hình tứ giác A, B, C, D. Và trên cạnh AB của hình tứ giác này xuất hiện một điểm Y. Khi ta nối điểm Y với điểm D thì xuất hiện hai hình nhỏ, đó là hình tam giác A, I, D và hình tứ giác I, B, C, D. Và để so sánh diện tích các hình thì chúng ta cần phải nhớ lại, lưu ý ngay từ phần lý thuyết cần nhớ cô đã nhắc tới. Đó là khi hình này mà nằm trọn bên trong hình kia thì chứng tỏ rằng diện tích của hình này sẽ nhỏ hơn diện tích của hình kia. Khẳng định thứ nhất, diện tích hình tam giác AID bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD. Vì ta thấy rằng AID là một hình nằm trọn bên trong hình tứ giác ABCD. Bằng mắt thường chúng ta cũng có thể quan sát được là hình nào nhỏ hơn hình nào, thì chứng tỏ rằng diện tích của hình tam giác AID bé hơn diện tích của hình tứ giác ABCD. Tương tự như thế, trong ý B có một khẳng định là diện tích hình tứ giác ABCD lớn hơn diện tích hình tứ giác IBCD. Vì có một điểm Y nằm trên cạnh AB nối với D chia hình tứ giác ban đầu thành hai phần, đó là hình tam giác AID và hình tứ giác IBCD. Nên chắc chắn rồi, khẳng định B cũng chính là khẳng định chính xác. Ý C, diện tích hình tứ giác ABCD bằng tổng diện tích hình tam giác AID và diện tích hình tứ giác ABCD. Ta thấy rằng theo các phân tích ở hai ý trước thì diện tích hình tứ giác ABCD được chia nhỏ thành hai hình là hình tam giác AID và hình tứ giác IBCD. Do đó, diện tích hình tứ giác ABCD sẽ bằng tổng diện tích hai hình nhỏ bên trong nó. Tuy nhiên ở đây, người ta cho rằng diện tích hình tứ giác này lại bằng tổng diện tích hình tam giác AID và diện tích hình tứ giác, tức là hình chính nó. Thì câu đó là một câu khẳng định sai. Mà đây phải là diện tích hình tam giác AID và diện tích hình tứ giác IBCD. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3, một câu hỏi thuộc dạng 2, so sánh diện tích các hình. Yêu cầu như sau. Quan sát các hình sau và trả lời câu hỏi. Ở đây xuất hiện 3 hình, hình A, hình B và hình C. Ở mỗi hình ta thấy đều được chia thành các ô vuông nhỏ bằng nhau. Ý A nhỏ, mỗi hình có bao nhiêu ô vuông? Ý B nhỏ, hình nào có diện tích lớn nhất, hình nào có diện tích nhỏ nhất? Bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời cho câu A. Mỗi hình có bao nhiêu ô vuông? Cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ đếm số ô vuông ở mỗi hình. Hình A có 1, 2, 3, 4, 5 ô vuông. Vậy thì ta có câu trả lời như sau. Hình A có 5 ô vuông. Tương tự như thế, các con hãy đếm giúp cô trong hình B có bao nhiêu ô vuông. Ở hình B có 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô vuông. Hoặc nếu như mà cách thể hiện số ô vuông nhiều hơn như vậy, thì chúng ta sẽ đếm số cột, đếm số hàng, rồi nhân số cột với số hàng. Ở đây là có 2 cột, 1, 2, 3 hàng, 2 x 3 bằng 6. Vậy thì hình B có 6 ô vuông. Ở hình C thì có bao nhiêu ô vuông các con? Chúng ta dễ dàng thấy được trong hình C
có 3 ô vuông. Câu B, hình nào có diện tích lớn nhất? Hình nào có diện tích nhỏ nhất? À, một hình có diện tích lớn nhất tương ứng với số ô vuông là nhiều nhất. Và tương tự, hình nào có diện tích nhỏ nhất thì tương ứng với số ô vuông là ít nhất. Vậy thì trong các hình trên, ta thấy rằng hình B có 6 ô vuông. 6 lớn hơn 5, lớn hơn cả 3. Như vậy, số 6 là số lớn nhất. Hay nói cách khác, hình B là hình có nhiều ô vuông nhất, chứng tỏ rằng hình có diện tích lớn nhất chính là hình B. Hình có diện tích lớn nhất là hình B. Tương tự như thế, 3 ô vuông nhỏ hơn 5 ô vuông và nhỏ hơn 6 ô vuông. Nên 3 ô vuông là số lượng ô vuông ở đây là ít nhất, tức là hình C có diện tích nhỏ nhất. Nhỏ nhất. Và tất nhiên rồi, với điều kiện là mỗi ô vuông ở các hình đều bằng nhau. Quan sát bằng mắt thường hoặc các con có thể đo độ dài của các cạnh trong hình này để đưa ra được nhận xét đó. Ta tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 4 thuộc dạng 3, thực hiện phép tính với số đo diện tích. Với 6 ý, yêu cầu ở đây là tính, các con cần phải hoàn thiện. Ý thứ nhất, 231cm² cộng 157cm². À, chúng ta sẽ tính toán ra người nháp được kết quả là bao nhiêu, các con sẽ viết vào đây. Ý B, 911cm² trừ 308cm². Ý C, 25cm² nhân 3. Ý D, 260cm² chia 5. Ý tiếp theo, 65cm² nhân 6 chia 5. Cuối cùng, 786cm² cộng 120cm² trừ 203cm². Tương tự như thực hiện phép tính với số đo độ dài, thì chúng ta sẽ thực hiện cộng trừ nhân chia phần số với nhau, giữ nguyên đơn vị đo. Và được kết quả sau khi cộng trừ nhân chia phần số đó rồi, thì chúng ta sẽ viết đơn vị đo đó vào bên phải con số vừa tìm được. Vậy đơn vị đo diện tích chúng ta cũng thực hiện phép tính tương tự như thế. Trước hết ta lấy 231 cộng 157 trong ý A. 1 cộng 7 bằng 8 viết 8, 3 cộng 5 bằng 8 viết 8, 2 cộng 1 bằng 3 viết 3. Hai con số đó có tổng bằng 388. Chúng ta sẽ viết đơn vị đo diện tích ở đây là cm². Các con hãy thực hiện 5 ý còn lại vào vở của mình, sau đó hãy đối chiếu với kết quả của trên bảng nhé. Cô sẽ thể hiện ở phần nháp bên phải. Ý B, 911 trừ 308. 11 trừ 8 bằng 3, viết 3 nhớ 1 sang đây bằng 1. 1 trừ 1 hết viết 0. 9 trừ 3 bằng 6 viết 6. Bằng 603 đơn vị đo cm². Ý C, nhân số đo diện tích với một số. Vậy ta lấy 25 nhân 3. 3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 vừa nhớ bằng 7. Kết quả là 75cm². Ý D, trước hết ta lấy 260 chia cho 5. Số chia là số có 1 chữ số. 2 không chia được cho 5, ta lấy 26 chia cho 5, nhẩm bằng 5. 5 nhân 5, 25, 26 chia 25 bằng 1, viết 1, hạ 0. 10 chia cho 5 bằng 2, 2 nhân 5 bằng 10, 10 chữ 10 hết. Vậy phép chia có kết quả là 52.
ta viết đơn vị đo diện tích cm vuông. Ý tiếp theo, 65 cm2 nhân 6 chia cho 5, tức là chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. 65 nhân 6. 6 nhân 5 30, viết 0 nhớ 3. 6 nhân 6 bằng 36, cộng 3 vừa nhớ bằng 39. cm2 chia cho 5. Tương tự như ở ý D, lấy 390 chia cho 5, 39 chia 5 nhỏ bằng 7, 7 x 5 35, 39 chia 35 bằng 4, hạ 0, 40 chia cho 5 bằng 8, 8 x 5 40, 40 chia 40 hết. Kết quả là 78 cm2. Ý F, xuất hiện các phép tính cộng trừ với các số đo diện tích, thì chúng ta cũng thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. 786 cộng 120. 6 cộng 0 bằng 6, viết 6. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 vừa nhớ bằng 9. 906 cm2 trừ 203 cm2. Ta lấy 906 trừ 203. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3, hạ 0. 9 trừ 2 bằng 7, viết 7. 703 cm2 là kết quả của biểu thức trên. Như vậy, tổng kết lại, câu hỏi số 4 ý A, ta tìm ra được đáp số 388 cm2. Ý B, 603 cm2. Ý C, 75 cm2. Ý D, 52 cm2. Ý E, 78 cm2. Ý F, 703 cm2. Vậy nếu như có bạn nào có kết quả khác so với câu hỏi số 4, phần trình bày của cô, thì các con hãy xem lại phần bài làm của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 5, đề bài cho chúng ta biết là có hai hình, hình A và hình B. Ở mỗi hình được ghép bởi các ô vuông nhỏ bằng nhau. Và mỗi một ô vuông nhỏ này người ta ghi là 1 cm2. Có nghĩa là một ô vuông nhỏ thì có diện tích là 1 cm2. Trong ý A, diện tích hình A là bao nhiêu cm2 và diện tích hình B là bao nhiêu cm2. Ở ý B, yêu cầu chúng ta tính tổng diện tích hai hình và hiệu diện tích hai hình A và B. Muốn xác định được diện tích hình A là bao nhiêu thì chúng ta cần xác định trong hình A này xuất hiện bao nhiêu ô vuông nhỏ bằng nhau. Sau đó, ta sẽ lấy diện tích của một ô vuông nhỏ nhân với số ô vuông. Tương tự như thế, ta cũng thực hiện tính diện tích hình B theo cách như tính diện tích hình A. Còn ở ý B thì chúng ta áp dụng tương tự như câu hỏi số 4. A nhỏ. Diện tích hình A là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ô vuông nhỏ bằng nhau. 7 ô vuông nhỏ, ta lấy 1 cm2 nhân 7, tức là bằng 7 cm2. Diện tích hình B là 2 hàng, 1, 2, 3, 4, 5 cột. Vậy tổng cộng có 10 ô vuông nhỏ. Mỗi một ô vuông là 1 cm2. Vậy kết quả cho diện tích hình B là 10 cm2. Muốn tính tổng diện tích hai hình, có nghĩa là chúng ta thực hiện phép tính cộng. Lấy diện tích hình A cộng diện tích hình B. Còn muốn tính hiệu diện tích hai hình thì chúng ta sẽ lấy diện tích hình lớn hơn trừ đi diện tích hình nhỏ hơn, tức là 10 trừ đi 7. Trong ý B, tổng diện tích hai hình A và B là tổng diện tích hình A và hình B
Ta lấy 7 cm² cộng 10 cm² bằng 17 cm². Tiếp theo là hiệu diện tích hình A và hình B. Ta lấy diện tích hình B trừ đi diện tích hình A thì hiệu của nó là 3 cm². Như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thiện xong câu hỏi số 5. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 6. Một câu hỏi được thể hiện dưới dạng toán các lời văn. Đề bài cho như sau. Tờ bìa màu đỏ có diện tích 65 cm². Tờ bìa màu trắng có diện tích gấp 2 lần diện tích tờ bìa màu đỏ. Tính tổng diện tích hai tờ bìa đó. Ở câu hỏi này đề bài cho chúng ta biết là có hai tờ bìa. Một tờ bìa màu đỏ và một tờ bìa màu trắng. Trong đó, tờ bìa màu đỏ đã biết diện tích. Tờ bìa màu đỏ có diện tích 65 cm². Còn tờ bìa màu trắng chưa biết cụ thể diện tích của nó là bao nhiêu, mà chỉ biết rằng tờ bìa màu trắng có diện tích gấp 2 lần diện tích của tờ bìa màu đỏ. Yêu cầu là tính tổng diện tích của hai tờ bìa. Với câu hỏi này, ta có thể tóm tắt đề bài bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng như sau. Có hai đối tượng các con cần biểu diễn, đó là tờ bìa màu đỏ . Đối tượng thứ hai là tờ bìa màu trắng. Tờ bìa màu đỏ có diện tích 65 cm² thì cô sẽ thể hiện một đoạn thẳng tương ứng với giá trị là 65 cm². Tờ bìa màu trắng có diện tích gấp 2 lần diện tích tờ bìa màu đỏ. Trước hết, ta sẽ thể hiện một đoạn thẳng bằng với đoạn thẳng thể hiện số diện tích của tờ bìa màu đỏ. Vì gấp 2 lần nên chúng ta sẽ vẽ thêm một đoạn thẳng như thế nữa. Tính tổng diện tích hai tờ bìa, hay nói cách khác, cả hai tờ bìa này có tất cả diện tích có tất cả là bao nhiêu cm². Dựa vào sơ đồ này thì chúng ta đặt ra câu hỏi, muốn tính tổng diện tích của hai tờ bìa thì chúng ta cần phải biết được điều gì? Chúng ta cần phải biết được tờ bìa màu trắng có diện tích là bao nhiêu. Mà muốn tính được diện tích tờ bìa màu trắng, chúng ta cần dựa vào giả thiết là gì? Giả thiết là tờ bìa màu trắng có diện tích gấp 2 lần diện tích tờ bìa màu đỏ. Gấp 2 lần. Vậy thì chúng ta sẽ lấy diện tích tờ bìa màu đỏ thực hiện phép nhân với 2. Có được kết quả rồi, bước tiếp theo là chúng ta lấy diện tích tờ bìa màu đỏ cộng với diện tích tờ bìa màu trắng sẽ ra tổng diện tích. Như vậy là câu hỏi số 6 sẽ trải qua hai lời giải, mỗi lời giải tương ứng với một phép tính, và phép tính thứ hai chính là đáp số của câu 6. Với gợi ý đó thì các con hãy trình bày bài giải của mình vào vở rồi đối chiếu với phần trình bày của cô trên bảng nhé. Tờ bìa màu trắng có diện tích là, hoặc diện tích tờ bìa màu trắng là. Ta dựa vào dạng toán gấp lên một số lần. Lấy số đó nhân với số lần. 2 x 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 x 6 12, thêm 1 vừa nhớ 13.
130 đơn vị ở đây là cm vuông. Tổng diện tích hai tờ bìa đó là? Ta lấy diện tích tờ bìa màu đỏ cộng với diện tích tờ bìa màu trắng. À, kết quả là 195. Và như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thiện cả phần tóm tắt và phần trình bày bài giải cho câu hỏi số 6. Và đây cũng chính là câu hỏi cuối cùng mà cô muốn cung cấp cho các con trong bài học ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các con trong bài học sau.